Rồi đây là sắc dụng á, heo hoàng à. Rồi sau khi hàng xong á thì anh em gặp một trong hai vấn đề. Thứ nhất á, là da anh em nó căng lên, rồi sau 1-2 ngày thì nó lọt da đó, lọt da đó. Thứ hai nữa là sau hàng thì tối nay khoảng 1-2 giờ thì nó cay mắt, nó đổ mắt nha. Thì để khắc phục cái cay mắt á, thì cái mẹo dân gian của bạn chia sẻ anh em đây là cũng là trường hợp bí kíp đó, là anh em sạp trên Google, ông nội Google cũng không có đâu. Đó là thay vì anh em thoa dầu gió ở đây đắp nha đam thoa dầu gió hay chườm đá chườm lạnh gì đó, thì giờ anh em cứ theo kinh nghiệm của em Hoàng đi, là anh em chỉ là lấy kem đánh răng á, kem đánh răng á, anh em thoa ở dưới đây ở trên đây ha, hai bên đó. Nếu anh em chưa chưa đau á, chưa đau mà cảm thấy mình thế nào mình cũng sốt sốt, mình cũng cay mắt á, thì mình thoa trước đi, thì hồi chút xíu nó không có đau. Còn anh em nào bị đau rồi đó thì anh em cũng xoa đi, khoảng 2 tiếng sau là nó sẽ hết đó, cách đơn giản nha anh em. Còn mấy cách kia anh em làm nó không hết đâu đó. Cứ theo cái mẹo của em Hoàng ấy. Em Hoàng cũng mới lượm được 40 tuổi đầu rồi, em Hoàng mới lượm được cái bí kíp này của ông anh chia sẻ lại đó.
tương đối hả? Cũng tương đối 80 nha. Ráp được khúc nào vô hay lúc đó.